Mai Du Lịch Và Cuộc Sống. Thì hôm nay Mai có dịp đi ngang một cái nơi này, cũng gọi là một cái dấu son của lịch sử Việt Nam của chúng ta. Thì Mai cũng muốn gửi lên đến cả nhà mình một địa điểm tham quan của di tích lịch sử ngày xưa của dân tộc của chúng ta. Thì đây là một cái dấu mốc lịch sử rất là vang dội của dân Tiền Giang nói riêng và của dân Việt Nam thì nói chung. Đây là chiến thắng ấp Bắc ở Tiền Giang như cả nhà. Thì hôm nay Mai sẽ dẫn cả nhà đi tham quan nơi này cũng như xem là nơi này có những gì. Thì ở đây là chia thành hai khu. Một khu là tượng đài của ba chiến sĩ gang thép ngày xưa, với có ngôi mộ luôn, ba ngôi mộ của ba người luôn. Và là khu thứ hai là khu trưng bày những cái hiện vật ngày xưa. Thì hôm nay Mai dẫn cả nhà đi tham quan hết những nơi này luôn ha. Đi thôi. Đây là tượng đài của ba chiến sĩ gang thép này cả nhà. Qua bên kia. Là tượng đài của ba chiến sĩ gang thép. Thì thời tiết thì cũng hơi bị nắng xíu nên là Mai xin phép là được che dù đi với cả nhà ha. Hôm nay thì thời tiết cũng hơi nắng, đi du lịch thì nó cũng hơi nóng một xíu. Ở đây thì có khu viên rất là nhiều cây cảnh và rất là rộng rãi luôn á cả nhà. Nhưng mà phía trong này thì sẽ mát mẻ hơn nè. Ở đây thì có hai cái hồ sen rất là lớn và có ba ngôi mộ của ba chiến sĩ gang thép ngự ở đây luôn. Xíu Mai sẽ vào trong, Mai quay cho cả nhà cùng xem ha. Rồi bây giờ mình vào trong mình tham quan ha. Đi đường này thì cũng mát, cây cảnh rất là nhiều. Bên này thì cây có nhiều hơn, mát hơn. Bên đó thì có cái hồ hoa súng. Đây là cũng gần vô tới nơi khu mộ của ba chiến sĩ gang thép các nhà. Đây, mời cả nhà tham quan qua đây. Mai quay cho cả nhà cùng xem thôi chứ Mai xin phép là không có đặt tên chiến sĩ nha cả nhà. Đây cũng là nơi trưng bày những hiện vật cùng thời ngày xưa cả nhà. Đây là cái đầu pháo nữa nha. Thì Mai quay cho cả nhà cùng xem hết thôi chứ cũng không có rành, không có rõ là kêu là tên gọi là cái gì. Thì đây mình đại khái thôi. Đây xe thiết giáp, vì ngày xưa mình hay nói là xe tăng đó cả nhà. Xe thiết giáp đi qua bên kia thấy một vòng đã thấy nguyên chiếc xe luôn. Vô đây đi. Đây là một hiện vật rất là đặc sắc luôn cả nhà ơi. Đây là chiếc trực thăng nha cả nhà. Đây là chiếc trực thăng nè.
quay một vòng cho cả nhà chiêm ngưỡng chiếc trực thăng của thời chiến ngày xưa. Vẫn còn mé bên ngoài thì vẫn còn nguyên vậy, với một cái cánh là nó rất là dài luôn đó cả nhà. Thậm chí là cái cánh nó dài hơn cái chiếc trực thăng luôn. Số là 708. Rất là dài như cái này. Chiếc trực thăng là 708, số 708. Ở đây thì chỉ có trưng bày ba cái sản phẩm này thôi, ba cái hiện vật này thôi. Rồi, mời cả nhà qua bên khu bên kia mình tham quan tiếp nha. Rồi bây giờ mình qua bên đây mình tham quan cái khu bên này nha. Ở đây á, bên này á, là nơi kiểu là dựng lại hiện trường của thời kháng chiến chống giặc đó cả nhà, của hai thời kỳ kháng chiến chống giặc luôn cả nhà, dạng như là mô hình tái hiện lại hai hiện trường của hai thời kỳ kháng chiến chống giặc. Đây là cái hầm nè cả nhà, đây là cái hầm, đây là cái mô hình của cái hầm ngày xưa nè. Ở trên nó thì đất thôi. Rất là nhiều hầm. Đây, cái hầm bên kia là cái lối vào, bên đây là lối ra. Kiểu là mô hình đại khái thôi cả nhà. Tái hiện lại những cái hầm ngày xưa. Thì ngày xưa thì để đất lên vậy nè, bao cũ lên thì kiểu như là cá hình đó cái này. Cái hầm kia là cái hình chữ Z. Còn cái hầm này là cái hầm chữ L. Cái hầm này là hầm chữ A nè cái này. Giống như là cái mái nhà mình hai bên hai mái vậy đó. Rồi. Đây có rất là nhiều chiến tích nữa nè cả nhà ơi. Qua đây đi, qua đây trước đi. Cái hầm chữ A. Cái hầm, mỗi cái hầm thì cũng có điều hai, có hai hướng ra hết. Đây. Mời cả nhà vào xem. Đây là cái hội trường. Cái hội trường họp hội của ngày xưa là cái nhà. Bộ đội, nơi đây là nơi bộ đội họp hội nè cả nhà. Cũng làm lại những cái tượng để mà mô phỏng lại cả nhà. Điệp vào đây là thấy nghẹn ngào luôn. Máy lá chỉ đơn sơ tạm bỡ thôi. Ở phía dưới đây thì có nhiều bộ đội đang ngồi lắng nghe. Còn trên này thì kiểu như là một đại đội chỉ huy vậy đó. Đang bàn luận về chiến lược hay hoặc là như thế nào đó để mà mình phổ biến lại cho đại đội. Cũng có cả một cái giường tre. Thời ngày xưa kiểu tạm bỡ hết cái này. Đến với đây thì riêng Mai là cảm nhận như là một cái vùng quê thu nhỏ và một cái tỉnh thu nhỏ ở đây cả nhà. Một cái khung cảnh rất là bình yên, rất là giản dị. Nơi đây là tái hiện lại khung cảnh của thời chiến ngày xưa. Rất là thích hợp luôn á cả nhà. Đến đây là cảm thấy rất là xúc động luôn. Khung cảnh của những hàng tre, những con đường đi rất là đơn sơ, bình dị, mộc mạc. Những cái đường đi nhỏ đơn giản thôi mà dẫn lối cho chúng ta tới những cái ngôi nhà tranh để mà tái hiện lại những cái khung cảnh của ngày xưa. Đến với Áp Bắc thì chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc, những mô hình của thời chiến ngày xưa. Thì đây là Mai kết thúc phần 1. Phần 2 Mai sẽ
gửi đến cả nhà toàn cảnh về mô hình của thời chiến. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của Mai. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip tiếp theo. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi và nhấn like ủng hộ Mai nha.